Hiện nay, cây trồng của bà con nào đang mắc bệnh đốm nâu, tháng thư và sương mai thì không nên bỏ qua chai NVO250SC, giải pháp hoàn hảo giúp đánh bay bệnh đốm nâu, tháng thư và sương mai chỉ trong thời gian ngắn. Sản phẩm này được nghiên cứu và phát triển với công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả nhanh chóng và bền vững. NVO250SC với cơ chế tác động kép không chỉ tiêu diệt nấm bệnh ngay từ giai đoạn sớm mà còn ngăn ngừa sự tái phát. Sản phẩm thấm sâu vào mô cây, bảo vệ từ bên trong, đảm bảo lá trái luôn khỏe mạnh, xanh tốt và phát triển ổn định. Sản phẩm là thuốc trừ bệnh với hoạt chất azoxystrobin thuộc nhóm strobilurin, nội hấp và lưu dưỡng mạnh, tạo cơ chế phòng và trừ hữu hiệu nhiều loại bệnh hại trên các loại cây trồng. Cách sử dụng rất đơn giản: thanh long mắc bệnh đốm nâu, xoài mắc bệnh tháng thư, sử dụng 0,10-0,12% và 200-250ml trên phi 200 lít nước. Lượng nước phun là từ 600-800 lít trên ha. Phun thuốc 2 lần, cách nhau 7 ngày vào thời điểm bệnh tháng thư chớm xuất hiện. Sương mai trên dưa hấu, sử dụng 0,3-0,4 lít trên ha, pha 25ml trên bình 25 lít, lượng nước phun từ 400-600 lít trên ha, phun 2 lần cách nhau 7 ngày khi bệnh vừa chớm xuất hiện. Lem nếp hạt trên lúa, sử dụng 0,4 lít trên ha, pha 25ml trên bình 25 lít, lượng nước phun từ 400-500 lít trên ha, phun khi lúa chuẩn bị trổ và trổ đều. Chú ý lắc kỹ chai thuốc trước khi sử dụng. Thời gian cách ly trên thanh long, xoài, lúa là 7 ngày, trên dưa hấu là 3 ngày. Mọi thắc mắc chi tiết, bà con hãy để lại số điện thoại ngay bên dưới bình luận. Bên em sẽ có ngay đội ngũ kỹ sư nông học tư vấn và hướng dẫn đặt hàng miễn phí cho bà con mình nhé.